hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ phát không dây dành cho micro của Cherub có tên gọi là Nuts V3. Thì cái bộ này á, mình rất là thích, vừa về hàng thôi nhưng mà mình rất là thích bởi vì cái giá trị của nó đem lại cho chúng ta nè, với lại là cái giá thành của nó thì cũng rất là ok. Và mời các bạn hãy đến với cái góc quay cận cảnh đập hộp của bộ sản phẩm này. Rồi ok, mình sẽ đập hộp sản phẩm ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái quyển sách hướng dẫn ở phía trên. Thì trong quyển sách này thì hãng họ sẽ in tiếng Anh cho chúng ta và nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cũng như là những cái thông số kỹ thuật và những cái kết nối thiết bị khác mà để chúng ta có thể sử dụng chung với lại sản phẩm này. Và đây chính là bộ sản phẩm. Nó sẽ gồm hai bộ nhỏ, là một bộ là receiver, một bộ là transmitter. Receiver là để nhận tín hiệu và transmitter là để phát tín hiệu. Thì nhìn tổng thể thì rất là đẹp, rất là nhỏ gọn và nhìn rất là sang bởi vì nó có một cái màu đen tuyền rất là ok. Tiếp theo là ở dưới thì sẽ kèm cho chúng ta một cái dây sạc để có thể sạc cái sản phẩm này. Thì cái đầu sạc thì cũng sử dụng đầu sạc giống như là cái cổng chúng ta dùng điện thoại bình thường thôi. Và nó sẽ gồm cho chúng ta một cái jack Canon và jack 3.5 để chúng ta có thể kết nối được với máy ảnh này, máy quay phim để có thể thu phát trực tiếp vào trong cái máy ảnh, máy quay phim luôn. Và nó sẽ có cả một cái xu. Cái xu như thế này để chúng ta có thể gắn cố định cái bộ phát này trên máy ảnh, máy quay phim để chúng ta có thể thu chắc chắn hơn rất là nhiều. Và mình sẽ nói kỹ hơn về cái những cái nút cũng như là những cái cách thức mà mình sử dụng cái bộ này. Thì đầu tiên là đây chính là nút nguồn, bật và tắt ở đây. Và khi chúng ta bật lên á thì chúng ta sẽ biết được cái lượng pin nó còn nhiều hay ít á, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái con số nó hiện ở trên này. Cái bộ này nó sẽ có 6 channel, thì đây là có 6 channel, số 6 từ 1 tới 6 nó sẽ nằm ở trên này luôn. Và khi ta mở lên á thì bây giờ thí dụ mình mở cái bộ này lên thì hiện tại pin của nó đang ở mức 4, khi nó nhảy mức 4 nè nó sẽ tụt lại mức 1 và có một cái đèn led màu xanh nó hiện ở đây. Thì chúng ta sẽ biết được là hiện tại chúng ta đang khởi động, đã mở nó lên rồi. Và còn cái này thì mình sẽ mở lên thì pin này đang ở mức 5 thì nó sẽ nhiều hơn con này một chút xíu đó. Và bộ này nó có 6 kênh thì chúng ta sẽ thao tác kênh ở sử dụng cái nút đen màu tròn này, thì chỉ cần bấm vào thì nó sẽ chuyển kênh. Dù đang ở kênh 1, chúng ta bấm một cái nó sẽ nhảy vào kênh 2, kênh 3, kênh 4, 5, 6. Thì thí dụ như mà mình, tại sao mình phải chọn những kênh như thế này, thì lý do là bởi vì thí dụ như mà chúng ta xài kèm iPad, điện thoại nè, hay là radio, những cái tín hiệu, những cái tần số nó bị trùng nhau thì nó sẽ bị rè, thì chúng ta sẽ chuyển kênh để nó lấy cái tín hiệu khác đó. Thì đó là tại sao nó có tới 6 kênh như vậy. Bình thường những bộ phát khác thì nó rất là ít kênh, nhưng mà bộ này thì tới 6 kênh. Và đây là cái cổng để chúng ta sạc pin, đây là transmitter ha, còn đây là receiver. Mình sẽ thử cắm micro vào ha. Thì đây, cắm micro vào này. Và khi mà chúng ta muốn tháo ra, nó sẽ có một cái nút nằm ở đây để chúng ta bấm và chúng ta tháo ra. Thì như thế này, rất là nhẹ nhàng đó. Và một số điểm khác biệt của cái receiver và transmitter. Thì receiver nó là bộ nhận tín hiệu, thì ta sẽ cắm vào âm ly này hoặc là mixer, thì nó sẽ không có cái nút như thế này để chúng ta tháo như là micro. Và hai cái đầu ở dưới này nó cũng sẽ khác nhau. Rồi, và đó là toàn bộ những cái chi tiết cũng như là những cái mà mình có trong hộp mà mình đã đập hộp. Thì sẽ có một đoạn để mình sẽ sử dụng thử cái sản phẩm này. Mình sẽ nói kỹ hơn nữa về cái cách sử dụng cũng như là những cái ưu điểm của cái bộ này như thế nào. Vừa rồi là cận cảnh đập hộp của sản phẩm và bây giờ mình sẽ nói về cái công dụng của bộ phát không dây này. Thì ưu điểm của nó rất nhiều ưu điểm luôn. Thì nó sẽ
thay thế được cái bộ phát không dây micro bình thường mà chúng ta hay sử dụng trước đây. Chúng ta không cần phải lắp đặt nhiều, lắp ráp nhiều, mất thời gian, mà chỉ cần lấy nó ra, lấy micro ra, cắm vào và lấy một cái receiver cắm vào trong mixer thôi là xong, không cần phải làm gì nhiều hết. Và cái thứ hai nữa là cái khoảng cách nó rất là xa nha các bạn. Khoảng cách của nó thì lên tới hơn 40 mét, và pin thì lên đến 5 tiếng pin, sạc rất là lâu. Thì nhưng mà khoảng thời gian sạc thì cũng rất là nhanh, thì khoảng tầm hơn nửa tiếng thôi thì pin đã đầy và các bạn sạc được nó 5 tiếng đó. Và bộ này phù hợp cho tất cả các đối tượng làm âm thanh và các bạn vocal nè, và những người mà đặc biệt là những người mà cần quay phim ngoại cảnh, cần quay phim như vậy, phóng viên thì cũng rất là thích hợp để chúng ta không có setup gì rườm rà hết về cái bộ thu phát. Chúng ta chỉ cần sử dụng dây Raspberry K5 lúc nãy mình cắm vào, và một bộ tiếp theo mình sẽ cắm vào trong cái micro hoặc là cái bộ phát thôi, thì chúng ta là đã có thể lấy tín hiệu được từ xa luôn, và chúng ta có thể thoải mái di chuyển đi tới đi lui cái thứ mà không sợ mà bị mắc vướng dây hoặc là sợ tín hiệu nó bị yếu, bị nhiễu gì hết, bởi vì nó có tới 6 channel là thoải mái cho các bạn, nhiều như các chọn channel để chúng ta có thể sử dụng rất là ok. Và bộ này thì hiện tại chỉ có Việt Hương là đang phân phối thôi, và các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn nó, muốn test thì hãy tới các hệ thống của Việt Hương Music, thì mình và các bạn nhân viên sẽ tận tình hướng dẫn, tận tình chia sẻ cho các bạn về bộ sản phẩm này. Các bạn hãy nhớ like và subscribe các kênh YouTube và theo dõi trang fanpage của Việt Hương Music. Cũng như là các bạn trên YouTube, các bạn hãy nhớ kích vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của Việt Hương và những sản phẩm cũng như là những thông tin về sản phẩm nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.